Chúng ta đang sống trong một thời đại mà người nông dân kiếm được nhiều tiền hơn khi nói về công việc của mình trên các mạng xã hội, còn hơn so với việc cầm cuốc, vác cày, theo đuôi con trâu, ra đồng, làm việc. Nếu ta nhìn lại con đường YouTube phát triển ở Việt Nam thì luôn có mới, có cũ, có nổ, có xịt. Trong đó một số kênh chỉ nổi lên tạm tạm, không quá đặc sắc, thì cũng ở đó có nhiều kênh YouTube nổi đình, nổi đám với hàng triệu lượt đăng ký. Khi những kênh YouTube nổi lên, có rất nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận, từ chỉ trích, xem nhẹ thành tích đến xăm soi, bóc mẽ tiểu tiết. Nhưng cũng không ít người lại ủng hộ trung lập ôn hòa. Việc làm YouTube kiếm ra tiền thì ai cũng muốn, nhưng quan trọng nội dung của những clip đó có thực sự phù hợp với thuần phong mỹ tục, đạo đức của con người Việt Nam hay không mới là quan trọng. Mới đây, để ăn mừng kênh YouTube đạt 1.000 lượt theo dõi, một chàng trai đã dùng một thau nước mắm tạt lên đầu mẹ mình. Chủ kênh sau đó phải gỡ bỏ video này vì nhận nhiều bình luận không tích cực cho hành vi bị đánh giá là không hợp văn hóa, đạo đức. Hay một thanh niên khác bê thau trứng được cho là đập ra từ 200 quả trứng gà tạt lên đầu người mẹ nhằm ăn mừng kênh YouTube đạt 20.000 lượt theo dõi. Sau đó, video này cũng được chủ nhân xóa đi vì nhận nhiều phản hồi tiêu cực. Hình ảnh người mẹ ngã sóng xoài bên mâm chén bát do sức đẩy của thau trứng tạt xuống khiến dư luận vô cùng phẫn nộ. Cư dân mạng thì bày tỏ bức xúc cho rằng hành động của nam thanh niên là phản cảm, lố bịch. Tài khoản HTP bình luận, chỉ vì mấy lượt like và theo dõi mà con người có thể hành xử bất chấp. Thấy buồn cho xã hội 4.0 này quá. Lấy cả mẹ mình ra để làm trò mua vui, ăn mừng thì thanh niên này thật sự không còn từ ngữ gì để miêu tả. Còn ý kiến của bạn TB thì cho rằng đây là hành động bất hiếu, không tôn trọng cha mẹ. Vậy còn bạn thì sao? Nếu là bạn, liệu bạn có làm như vậy với đấng sinh thành đã sinh ra mình? Bên cạnh những clip sinh ra chỉ với mục đích câu view kiếm tiền, thì cũng không ít những clip được người làm YouTube tạo ra với mục đích muốn lưu lại khoảnh khắc với gia đình, với bố mẹ mình. Những clip đó khiến cho người xem như được trở về với tuổi thơ, với món ăn đồng quê như canh cua nấu với rau mồng tơi, canh tôm nấu ruột bầu, măng rừng xào, cá bống kho. Những hình ảnh rất đỗi bình dị nhưng lại thân thương. Kênh của mình muốn truyền tải đến tất cả mọi người những cái nét đẹp văn hóa về ẩm thực quê hương mình. Và mình muốn lưu giữ lại những cái hình ảnh đẹp nhất của mẹ mình để sau này làm kỷ niệm. Thưa cô, là cái ý tưởng để làm YouTube thì bắt nguồn từ đâu cô? Cô bắt nguồn từ em Hùng nó đi chụp ảnh. Vâng. Thì là nó tìm hiểu thì nó biết. Vâng. Thì nó về nó bảo cô, chứ còn cô chẳng biết gì cả. Thế nhưng mà khi mà ban đầu mà khi em nó nói thế thì cô có tin không? Mới đầu cô cũng không tin, thật sự. Không tin là kiếm được tiền từ YouTube, đúng không? Thế là trong những cái ngày đầu tiên mà sản xuất những cái video đầu tiên, thì sự khó khăn là như thế nào ạ? Kể cả trong tiền kỳ và hậu kỳ ạ? Nói chung là đầu tiên ấy, thì tôi thấy cũng khó khăn ghê ấy. Chả biết là làm thế nào. Thì Hùng nó bảo tôi làm nào thì tôi làm thế. Vâng. Thế còn cứ loay hoay thì nó bảo làm thế này thì cứ loay hoay là mãi mới làm được. Thế ạ? Ừ. Có khi nào mà đang làm mà cô muốn bỏ giữa chừng không? Vì nó rất là lích kích, rồi là nó cứ phải làm đi làm lại. Tôi cũng chán đấy, tôi cũng giờ chừng là tôi cũng muốn bỏ đấy. Thế là thì Hùng nó lại cứ động viên, thì mẹ cứ cố gắng đi xem nào. Thì tôi lại, thôi thì chiều ý của nó, chứ còn thì tôi cũng chán lắm. Cả hai mẹ con cùng bắt đầu bước vào một cái công việc mới như vậy, rất là nhiều khó khăn. Có khi nào mà hai mẹ con tranh luận hay là cãi nhau vì một cái vấn đề nào trong quá trình làm việc không? Nói chung là tranh luận thì cũng có đôi câu. Cãi nhau thì không có. Vâng. Vậy thì còn hàng xóm thì sao thưa cô?
khi mà mình làm những cái số đầu tiên và họ nói gì lúc đấy? Thì nói chung là mới đầu thì họ cũng chưa biết, thì người ta cũng không nói gì, nhưng mà có đôi người biết thì người ta cũng nói cũng ngang ngang ra, nhưng mà thôi kệ người ta. Có thể thấy điểm chung của những trang YouTube phản ánh cuộc sống thực của người nông dân tại các làng quê với nét mộc mạc, bình dị nhưng lại rất chân thực, là yếu tố quan trọng thu hút đông đảo người xem. Vậy là những công việc đồng áng vất vả thường ngày lại lan tỏa những giá trị cộng đồng đầy ý nghĩa, góp phần không nhỏ đưa mọi người đến gần hơn với làng quê, về với cuộc sống ở nông thôn bình dị nhưng ấm tình người.